Thưa quý cô bác anh chị tuổi Mậu Thân thân mến, năm 2023 đáng lẽ là một năm của sự chuyển mình của Mậu Thân phải lộ rõ. Họ bước vào năm 2023 với một tâm thế sẵn sàng cho những sự thay đổi rất kỹ càng để chuẩn bị thăng hoa. Tiếc vận thế nhân phấn đấu lại không cái vòng quay cuồng của đất trời, nhưng không sao cả, mệt mỏi mà Mậu Thân phải chịu, vất vả mà Mậu Thân phải chịu sẽ kết thúc ở thời điểm vài ngày tới. Đừng tiếc nuối cho những gì mình không kiểm soát được. Sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ sau đây thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, người người ngưỡng mộ. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Mậu Thân thân mến, sinh năm 1968 thì đây là chút tin mừng xoay mình chuyển vận cho bản mệnh năm 2023. Đơn giản chỉ là một năm duy trì những gì đang có và đã có với họ, quả mà họ gặt hái cũng chính là những quả ngọt từ hạt mầm mà họ đã gieo từ trước. Năm nay, tuy trông chờ thật nhiều, những dự định thật lắm, nhưng cuối cùng nhìn lại thì vẫn chỉ là dự định mà thôi, chưa được hay vẫn còn dở dang. Vâng, thưa quý cô bác anh chị tuổi Mậu Thân thân mến, trong cái cõi tạm mờ mịt này, nhiều Mậu Thân đã có câu trả lời cho câu hỏi, cuối đời còn lại gì? Mậu Thân đoán rằng mình sẽ được hưởng an lành hạnh phúc bên gia đình và con cháu, nắm trong tay rất nhiều tài sản, đó là cái kết tuổi Mậu Thân đáng được hưởng. Mậu Thân coi đó là món quà, và đã là quà thì không phải ai cũng có được những món quà bình thường với những món quà tuyệt vời. Cũng phải có những món quà đặc biệt, tiềm ẩn vô hạn những khả năng, vô vàn đều ẩn chứa, niềm tin và tín ngưỡng là một món quà mà tuyệt vời. Cô bác anh chị tin vào sự tồn tại của thế giới siêu hình, tin vào nhân quả để tu tâm dưỡng tính, để làm chủ hành vi, để giữ lại một điểm sáng như ngọn hải đăng, thì đồng thời cho cô bác anh chị tiếp tục bước đi đúng mệnh đúng quỹ đạo, đúng lý trí vững vàng của bản tâm mà kinh qua những ngày tháng bon chen nơi cõi tạm. Vì nó là một món quà tuyệt vời nên hãy giữ gìn nó, giữ lại cái bản tâm, giữ lại cái chính của Mậu Thân, thấy rằng niềm tin đặc biệt nhất mà Mậu Thân có đấy là niềm tin vào bản thân, tin rằng chỉ cần ta muốn, ta làm, ắt sẽ làm được, chỉ cần ta cố, vạn đều sẽ thuận lợi hanh thông. Chỉ cần ta nỗ lực chăm chỉ thì hoặc sự nghiêm túc, kế hoạch của cuộc đời sẽ chẳng thành đường thành công. Có món quà đặc biệt này của Mậu Thân lắm, khi không phải là vào lúc hiện hữu, đôi lúc thì đời hành, thỉnh thoảng thì đời trêu, vạn điều vần xoay. Bào mòn đi cái niềm tin và bản thân mà Mậu Thân có, lắm lúc ngẫn lại, ta bị cuộc đời dìm xuống, hèn đi một tẹo, đồng hóa rồi. Tại sao cái giai đoạn từ 2019 đến 2022 cho đến nay với Mậu Thân không hề dễ dàng? Người ngoài nhìn vào, không phải ai cũng nghĩ được cuộc đời của tuổi Mậu Thân chẳng mấy thứ phải lo toan. Thị phi, như không khí hít thở thiệt thòi, như ăn cơm chẳng thể thiếu, ngày nào yêu vẫn cứ yên lặng, mà chính tôi thở than, không phải vì cuộc đời dễ quá. Tôi không than thở để tiết kiệm từng giọt sức lực, mà chiến đấu với đời, cũng không nói để cho tuổi Mậu Thân bao giờ cô bác anh chị chuyển cảnh được, vì nó không quá gần. Cũng chẳng biết rằng, đến cái giai đoạn 2024, mọi thứ cô bác anh chị làm ở hiện tại, nhìn lại sẽ thấy đáng giá, để nỗ lực thay lắm. Mọi người bước vào đoạn hậu trung niên, thường thấy rất cô độc. Vì mỗi sáng thức dậy, có bao người đang dựa vào mình, và vì mình chẳng còn ai để dựa vào cả, nên sự lựa chọn duy nhất chính là hãy kiên cường cho những trách nhiệm mình đang mang, chỉ có như vậy thôi. Thì từ nay tới hết năm 2024, tin vui là vận trình của người tuổi Mậu Thân có nhiều khởi sắc rõ rệt ở hầu hết các phương diện trong tháng cuối cùng của năm. Con giáp này có điềm báo quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó, nên như khởi sự trong tháng sẽ thành các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tạo thêm sự tự tin cho bản mệnh. Được cả lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh soi chiếu, viễn cảnh tương lai đang rất tươi sáng, miễn là cô bác anh chị có cố gắng và dám làm, dám chịu, thật sự nghiêm túc với sự lựa chọn của bản thân. Sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu chấp nhận với mọi trở ngại. Tài vận trong tháng cuối năm là khá vượng, công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập cũng tăng lên, đặc biệt là người làm ăn kinh doanh. Có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh buôn bán và đầu tư ngay trong tháng cận Tết này, sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi nhuận không nhỏ khi thị trường đang nóng. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Mậu Thân thân mến, quý cô bác anh chị sống từng này tuổi rồi, nhưng đã cảm thấy hiểu được chính bản thân mình hay chưa? Hôm nay hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu thêm về tính cách của bản thân mình nhé! Trong sử sách Trung Quốc, Kỳ là nhà phát minh, nhà thơ ngẫu hứng và là nhà nhân tố tích cực trong việc làm thay đổi người khác, còn biểu lộ một số trò khôn ngoan bằng chính sự xảo hoạt nhưng mà manh lanh vốn có. Người tuổi Mậu Thân có thể giải quyết được những vấn đề rắc rối, phức tạp bằng chính cách xử lý lạnh lùng. Họ còn biết nhận người tài làm thầy và có chí tiến thủ, họ nắm trong tay nhiều kiến thức. Bất luận ngành nghề nào mà họ chọn,
thì trong tương lai họ đều có thể gặt hái được thành công, năng lực đặc biệt là trở thành nhà ngôn ngữ, cuộc đời họ không có những tay kỳ phùng địch thủ. Về mặt bất lợi, người tuổi Mậu Thân có tính tự chủ rất cao, họ không muốn tôn trọng người khác mà luôn bắt đầu từ lợi ích riêng của mình. Suy nghĩ rất nhiều về việc mình được mất những gì, là những người thích tự tư, tự lợi, ưa chuộng hư vinh một cách cực đoan. Mỗi khi người nào có tiến bộ hay có những thứ mà mình không có, thì họ sinh lòng đố kỵ nhưng không để lộ ra bên ngoài. Ý thức cạnh tranh của họ rất lớn nhưng lại luôn giấu suy nghĩ của mình, rất giỏi trong việc lên kế hoạch, hành động mưu mô sau lưng người khác. Trong con đường làm ăn, họ thu hoạch rất chu đáo, biểu lộ rõ năng lực của mình mà bất kỳ người nào có tuổi khác, tuổi Mậu Thân thật khó sánh kịp. Người sinh năm Mậu Thân là người có nhiều tài lẻ thiên bẩm, họ sẽ trở thành diễn viên, tác giả, nhà ngoại giao, luật sư, vận động viên, nhà kinh doanh cổ phiếu tài giỏi. Họ là những nhà hoạt động xã hội xuất sắc, có thể giao tiếp với bất cứ người nào. Nếu bạn bị họ lừa gạt, thì bạn không thể biết được bạn đã bị lừa gạt như thế nào. Một trong những phẩm chất đa dạng của người tuổi Mậu Thân là tính tình kiên định. Mặc dù trong số họ có những người hay xấu hổ, đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ẩn chứa những suy nghĩ không thể lay chuyển nổi. Tuy nhiên, nói rằng tất cả những người sinh năm Mậu Thân đều tự tư, tự lợi, đố kỵ hẳn là không đúng. Khi chưa trực tiếp tham gia vào hoạt động nào đó thì họ không để ý lắm. Nhưng đến những hoạt động đó, họ gặp phải chuyện gì cũng không cố ý, coi mọi người là thù địch mà chỉ có suy nghĩ không thấu đáo, suy nghĩ cho người khác quá ít. Người tuổi Mậu Thân rất tự mãn về sự thông minh, dũng cảm của mình. Họ không che giấu niềm vui và tự hào đằng sau sự tự mãn đó, cũng không tô vẽ thêm cho những câu nói tự hào của mình. Họ thành thật cho rằng không ai hơn được họ. Nếu bạn hiểu rõ người tuổi Mậu Thân thì bạn sẽ không bận tâm tới những vui sướng, tự hào về cuộc sống của họ. Đó chính là cách sống với họ. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Mậu Thân. Sinh năm 1968, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, cơ hội ngập tràn, nhanh tay nắm bắt. Người tuổi Mậu Thân được đón tháng 11 với đầy may mắn. Mọi mặt của cuộc sống của bạn đều có những bước tiến đáng kể. Chỉ cần bạn chăm chỉ, tự tin vào bản thân mình để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi cơ hội xuất hiện mà thôi. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp cho thấy bạn dù làm ở lĩnh vực gì cũng sẽ thu được những kết quả khả quan, quan hệ xã giao hài hòa, khiến bạn luôn được mọi người giúp đỡ khi đối diện với khó khăn, thậm chí được người mách nước cho những kế hoạch hợp lý. Người thi cử, xin việc cũng đón nhận được tin vui, bạn phát huy được năng lực của mình và khiến cho ban giám khảo, nhà tuyển dụng ấn tượng. Trên phương diện tài lộc, tháng này bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng. Đối tượng khách hàng, đối tác mở rộng cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn. Nhân thời điểm thuận lợi này, bạn có thể tranh thủ thực hiện những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu, quan đới chắc chắn sẽ đem lại cho bạn nhiều may mắn và trợ lực. Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy quan hệ của bạn và người ấy ngập tràn những điều ấm áp, dù công việc có bận rộn đến mấy. Hai người vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện, trao đổi với nhau, người ấy có thể trở thành động lực để giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn. Tử vi sự nghiệp. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch thấy rằng bản mệnh có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào tháng này. Dưới sự phù trợ của tam hợp, bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, khiến bạn bắt tay và làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy, dù có phải đối diện với khúc mắc gì, cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ, thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt được ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao trong khoảng thời gian này, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Tử vi tài lộc. Tài lộc của người tuổi Mậu Thân có những điểm sáng rõ rệt trong khoảng thời gian này nhờ có tam hợp thúc đẩy. Đây là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác, chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau, lên kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên có những bước phát triển vững chắc, thậm chí bạn còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng. Bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình. Một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong trong một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bạn thu về nhiều lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tử vi tình duyên. Người tuổi Mậu Thân được tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào
do tình yêu mang lại, bạn có thể sống một cuộc sống vô âu, vô lo, trong công việc, tài lộc thuận lợi, luôn mang lại cho người khác sự quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần. Đối với người đã lập gia đình, bạn luôn biết yêu thương và trân trọng nửa kia của mình. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ vợ chồng mình trong các công việc nhà. Dù hai người không thường xuyên hâm nóng tình cảm, nhưng mối quan hệ giữa đôi bên luôn ngọt ngào. Hai người có cùng quan điểm về nhiều vấn đề, nên làm việc gì cũng thuận lợi, đồng lòng, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Dù có mâu thuẫn, thì cũng chỉ để đôi bên có thể thấu hiểu thêm về nhau. Tử vi sức khỏe. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, bản mệnh có một sức khỏe tốt trong tháng này. Chính vì vậy, bạn luôn cảm thấy hăng hái khi làm bất cứ công việc gì, thậm chí càng khó khăn, tinh thần của bạn càng hăng hái, càng quyết tâm hơn. Tuy nhiên, dù có tham công tiếc việc đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không nên bắt bản thân thường xuyên thức khuya, dậy sớm. Hãy sinh hoạt có khoa học hơn để cơ thể luôn tràn đầy sức sống, không chỉ trong tháng này mà còn trong khoảng thời gian dài sắp tới. Tiếp theo là vận trình tổng quan của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, tiền và tình đều như ý nguyện. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi phương Đông, người tuổi Mậu Thân có một tháng cuối năm làm việc tất bật, đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực, khối lượng công việc nhiều. Việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện, vì thế mà bạn luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ làm việc, chứ không còn được thảnh thơi như khoảng thời gian trước. Các mối quan hệ xã giao thiếu đi sự hài hòa, nội bộ lục đục, xảy ra nhiều cạnh tranh, mâu thuẫn. Tất nhiên việc gì cũng có hai mặt tốt xấu, tốt ở chỗ cạnh tranh là phát triển, xấu ở chỗ nó khiến bạn phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ nhiều. Và tất nhiên, ai cũng biết chủ động nắm bắt cơ hội, có sức chịu đựng bền bỉ, người ấy sẽ có được thành công như mong muốn. Sự xuất hiện của chính quan mang tới những hỗ trợ cần thiết trong công việc cho tuổi Mậu Thân trong tháng này. Vận quý nhân không đến nỗi tệ, quan trọng là bạn có tinh tế để nhận biết ra người đó là ai, để nhờ cậy hay không thôi. Tử vi tài lộc. Mặc dù công việc bận rộn và nhiều áp lực, song tuổi Mậu Thân sẽ được đền đáp xứng đáng bằng mức thu nhập cuối tháng. Tháng này, ngoài tiền lương chính, bạn còn có thêm những khoản thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu, quà tặng. Nhìn chung, tổng thu nhập trong tháng dồi dào, tiêu tiền không phải đắn đo, suy nghĩ. Với những bạn trẻ chưa lập gia đình, nên hết sức đề phòng tiểu hao hung tinh, gây hao tốn tiền của, cần tiết chế ham muốn mua sắm. Mua giảm giá cuối năm, hạn chế những đồ không cần thiết, tránh rơi vào tình trạng vào tay, rồi lại bay ngay. Tử vi tình duyên. Theo tử vi năm 2023, tình duyên của người tuổi Mậu Thân có sự biến chuyển tích cực trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão này với các cặp đôi đang yêu, kể cả yêu xa hay yêu gần. Tình cảm ngày càng gắn kết mặn nồng, chỉ sau khoảng thời gian ngắn nữa thôi là hai bạn có thể chính thức hóa mối quan hệ về chung một nhà rồi, hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm ngày càng bền chặt, có điều không ai biết trước chữ ngờ, vận đào hoa sát đang đeo bám. Bản mệnh nên thận trọng trong các mối quan hệ, đừng để bị lôi kéo vào tình cảm tay ba phức tạp, đe dọa tới hạnh phúc gia đình. Tử vi sức khỏe. Tử vi tháng 12 năm 2023 theo lịch âm, phương diện sức khỏe phát sinh khá nhiều vấn đề nổi cộm, tháng có lộc về ăn uống, bản mệnh liên tục được mời ăn uống, tiệc tùng. Vì thế mà chế độ dinh dưỡng hàng ngày gần như bị đảo lộn hoàn toàn, đó là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng, tiêu hóa kém. Trong tháng, trẻ nhỏ và người già, sức đề kháng kém, dễ mắc các bệnh lây lan qua đường hô hấp như cảm cúm, đau mắt đỏ, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc sức khỏe cho họ hơn. Lưu ý, tháng có thiên hình hung tinh tác động, tuổi Mậu Thân đi đứng cẩn thận, hạn chế thương tật, chảy máu do tai nạn xe cộ, nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Thưa quý vị, để Minh Đường tử vi tiết lộ cho quý cô bác anh chị một chút về tử vi của cô bác anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem cô bác anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, căn cứ thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi. Hỏa sinh thổ được đánh giá là rất tốt, can mậu tương khắc với can giáp, địa chi thân tam hợp với thìn. Trong năm 2024 này, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, đứng trước nhiều thay đổi đáng kể về sự nghiệp, tài chính, tình cảm và sức khỏe, cơ hội sẽ đến nếu bản mệnh làm việc với chiến lược rõ ràng, nhìn thấu suốt mọi việc, giữ tinh thần điềm tĩnh, tập trung vào một công việc ổn định,
sẽ tìm thấy sự thịnh vượng trong năm Giáp Thìn. Đối với Nam Mạng, vận trình tử vi của Nam Mạng tuổi 1968 trong năm Giáp Thìn 2024 có sự đan xen giữa những thuận lợi và thử thách. Lời khuyên cho bản mệnh là chăm chỉ và biết cân nhắc lựa chọn sẽ vượt qua được mọi vấn đề và đạt được những thành quả nhất định. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, Nam tuổi Mậu Thân 1968 sẽ có sự nghiệp bình ổn, mọi việc đã vào guồng và đều đặn tiến triển, dù vừa làm vừa học, cũng không ngại khó khăn, vất vả, kiên trì đến cùng sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng, là người giỏi ngoại giao và sống đức độ. Mậu Thân Nam Mạng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người quý trọng, đôi lúc công việc sẽ gặp số vấn đề khúc mắc nhất định, việc không ngại nêu lên quan điểm đóng góp ý kiến, sẽ giúp tập thể được phát triển. Chính từ đó, Nam tuổi Mậu Thân càng có thêm nhiều kinh nghiệm để áp dụng cho công việc sau này, người làm lãnh đạo sẽ thu phục được lòng người. Trong năm 2024, vận trình tài chính của Nam Mạng tuổi Mậu Thân khá tích cực, bản mệnh nếu đã nghỉ hưu thì hãy tích lũy được một khoản tiền nhất định để chi tiêu và đầu tư. Ngoài ra, bản mệnh cần cẩn trọng về tiền bạc, có thể trong năm này cũng sẽ có nhiều chi tiêu đáng kể. Ở độ tuổi 57, Nam Mạng tuổi Mậu Thân nên lưu ý quản lý tài chính sáng suốt, hãy hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết. Điều đó sẽ giúp tiền bạc của mệnh chủ không bị thất thoát và đạt được an toàn về tài chính. Trong năm Giáp Thìn 2024, vấn đề gia đạo của Nam Mạng tuổi Mậu Thân cần chú ý nhiều hơn. Bản mệnh nên giữ tâm lý tích cực trong gia đình và luôn ứng xử chín chắn, bình tĩnh với con cái, những người thân bên cạnh, trân trọng hạnh phúc gia đình, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Bằng những cuộc gặp gỡ, sum họp, gắn kết tình yêu thương giữa các thành viên, hãy lắng nghe những thế hệ sau và yêu thương ủng hộ họ, hãy làm điều đó bằng cả tấm chân tình. Lúc nào bản mệnh cũng nên đặt vị trí và sự ưu tiên hàng đầu, cuộc sống thỉnh thoảng vẫn có những mâu thuẫn, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo con cháu thì mọi chuyện sẽ được theo ý nguyện. Thể trạng của Nam Mạng tuổi Mậu Thân sẽ bộc lộ những dấu hiệu cho thấy mệnh chủ đã bước vào độ tuổi 57, cơ thể đang cần một chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt điều độ và nghỉ ngơi nhiều hơn, nên mệnh chủ cần chú ý tới điều này, tập thể dục thường xuyên, ăn uống theo chế độ cân đối dinh dưỡng, uống đủ nước và ngủ 8 tiếng mỗi ngày. Mệnh chủ nếu kiên trì thực hiện thành thói quen, quý trọng sức khỏe, sẽ đem lại cho cơ thể khỏe mạnh hơn trong năm 2024 và những năm tới. Đối với nữ mạng, trong năm này, nữ tuổi Mậu Thân sẽ có nhiều cơ hội lẫn thách thức trong công việc và tài chính nếu làm việc theo kế hoạch cẩn thận và có nhân sinh quan sâu sắc về mọi việc xảy ra trong năm nay, bản mệnh sẽ được hưởng tài lộc và may mắn. Bên cạnh đó, vận trình tử vi của tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn cần chú ý hơn về sức khỏe gia đạo. Khi xuất hành đi xa, nên chú ý tới sức khỏe, sự an toàn của bản thân, lập kế hoạch trước thì mọi việc sẽ suôn sẻ. Năm Giáp Thìn này, tuổi Mậu Thân sẽ có nhiều niềm vui hơn là công việc. Bản mệnh nếu làm việc gì, sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt được kết quả tốt. Là người thông thái, có cái nhìn xuyên suốt qua các sự việc, tuổi Mậu Thân nữ mạng sẽ được mọi người đồng thuận và tin tưởng, kinh doanh thuận theo ý muốn. Còn đối với nữ tuổi Mậu Thân đã nghỉ hưu, năm 2024 cũng là một năm lý tưởng để triển khai các kế hoạch cá nhân trong gia đình. Với kinh nghiệm phong phú, bản mệnh luôn có những đóng góp cho tập thể, làm gương cho mọi người xung quanh. Bởi vậy, Mậu Thân nữ mạng nhận được sự kính phục, tôn trọng từ các mối quan hệ và thế hệ con cháu. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Mậu Thân sẽ phát triển và duy trì ổn định. Bản mệnh càng quản lý chi tiêu tốt thì tình hình của gia đình càng gia tăng. Cần kiệm là gốc rễ của sự giàu sang, hiểu được điều này nên nữ mệnh luôn biết cách chi tiêu hợp lý. Ở độ tuổi 57, hầu hết nữ tuổi Mậu Thân đã lập khoản dự trù cho tương lai để chủ động trong mọi việc. Thông qua năng lực an toàn tài chính của mình, bản mệnh là tấm gương cho con cái học hỏi. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Mậu Thân có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp. Mệnh chủ luôn biết cách thể hiện tình yêu thương, bao dung, thấu hiểu con cái và những người thân bên mình. Bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và những lời thăm hỏi, động viên, dù đôi lúc có cách trở về không gian, thời gian thì sự quan tâm lẫn nhau, ủng hộ và khích lệ trong gia đình vẫn không hề thay đổi. Mệnh chủ và gia đình luôn là nơi đón chào con cháu trở về thật ấm áp. Với nữ mệnh tuổi Mậu Thân, năm Giáp Thìn và cả những năm sau này, gia đình luôn là bến đỗ của tình yêu thương thực sự. Bởi vậy mà mệnh chủ luôn dành tình yêu vô điều kiện cho chồng, cho các con của mình, gia đình đón tin vui, thêm người, thêm của. Bước sang tuổi 57, nữ tuổi Mậu Thân có nhiều dấu hiệu sức khỏe khác với trước đây, xương khớp đau nhức hoặc có thể thường xuyên chóng mặt,
Đau đầu, dù đây là biểu hiện tự nhiên, nhưng biết cách chăm sóc kịp thời, sức khỏe của bản mệnh chủ sẽ được cải thiện. Duy trì chế độ ăn uống đủ chất và cân đối dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và uống đủ nước sẽ tiếp thêm cho cơ thể năng lượng, sự dẻo dai và sức đề kháng. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm để phòng tránh các căn bệnh về tuổi già. Thưa quý vị, phước đức đến từ đâu? Theo lời của Phật dạy, cách tăng phước đức cực kỳ đơn giản để cả đời bớt khổ. Phước đức có nghĩa là hiền lành, tốt tính, sống biết giúp đỡ mọi người, biết ban ơn và sẽ hưởng được may mắn. Phước đức còn có nghĩa là điều may mắn do đời đời ăn ở tốt, hiền lành, ban ơn, bố thí để lại cho đời sau. Người ta thường nói là làm phước và ăn ở cho có đức, nghĩa là làm điều tốt, điều lành giúp người trong lúc nghèo khó, hoạn nạn, chính là vật chất tinh thần mà không đòi hỏi một điều kiện nào hết. Ban ơn hay bố thí có nghĩa là cho đi không điều kiện, không mong cầu sự đền ơn, đáp nghĩa nào hết, đây chính là tạo đức, làm phước. Cách gia tăng phước đức, kiêng sát sinh, chăm phóng sinh, nếu bạn quy y hoặc tin tưởng theo đạo Phật thì phải có tâm từ bi trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải học cách sống hòa bình với tất cả chúng sinh, xây dựng thói quen sống tốt, giữ cho môi trường sống sạch sẽ và ngăn nắp. Ngoài ra, nên hạn chế sát sinh, giết mổ, nếu có điều kiện thì nên phóng sinh bất kỳ loại động vật nào bằng lòng thành và cái tâm hướng thiện, đây chính là dấu hiệu ta đang tự tạo phước cho chính mình. Tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật, quan trọng nhất là ở lòng thành, nhất tâm không loạn, đừng chỉ theo đuổi số lượng để hoàn thành nhiệm vụ kinh tụng niệm. Chúng ta phải hết lòng thành kính, có tâm tha thiết chân quý những lời Phật dạy. Nếu không làm như thế, thì tâm ý của chúng ta nó dễ buông lung, rong ruổi theo duyên trần, mà tha hồ tạo tội. Không tà dâm, những nguy hiểm và quả báo của tà dâm thật là đáng kinh ngạc. Những lời Phật dạy của các thiền nhân, hiền triết cổ đại, hoàn toàn không phải là lời cảnh báo. Tà dâm là chứng ngại, nghiệp chướng của chúng ta, làm tiêu hao của cải, thân tâm hủy hoại, gia đình tan nát. Cứu người khi họ gặp nạn, khi người khác gặp nạn là lúc họ muốn được an ủi và giúp đỡ nhất. Người xưa có câu, cứu nguy chứ không cứu nghèo. Khi gặp một người khó khăn nghèo khổ, nếu cho họ sự quan tâm về vật chất liên tục, đôi khi lại phản tác dụng và hình thành thói quen lười biếng và tham lam. Tốt hơn hết là nên giới thiệu Phật Pháp cho họ và khiến họ tìm kiếm nhiều điều phước lành cho mình, dẫn họ đi theo con đường chính đạo, lương thiện là đã giúp họ rồi. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc cô bác anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.